What are you looking for? The end Hello tất cả anh em kiến thủ Thì ngày hôm nay mình đem đến cho anh em một cái câu chuyện liên quan đến câu hỏi là một đàn kiến nó sẽ được hình thành như thế nào đấy thì đây là câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều từ những bạn mới chơi hoặc là từ những bạn mà đang có mong muốn là tìm hiểu về bộ môn à, kiến cảnh cũng như bên cạnh đấy thì mình nhận được à, một vài câu hỏi của các bạn à, đó là dưỡng queen lẻ semi thì như thế nào bởi vì dưỡng queen lẻ fully thì khá là dễ đúng không anh em gần như là trong quá trình mà từ trứng lên thợ thì mình gần như không phải tác động gì cả nhưng với semi thì nó sẽ khó hơn một chút thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em là vậy một cái đàn kiến nó sẽ được hình thành ra sao và dưỡng quy nẻ semi thì mình sẽ dưỡng như thế nào anh em nhé đây thì trên tay mình thì đang là một cái khay để nuôi kiến còn mục đích của mình thì để mình dưỡng kiến ở trong cái khay này ở cái khay này thì có ba cái ống Đấy, tương ứng là có ba cái đàn kiến riêng biệt vì mỗi cái khay này nó sẽ được gọi là chặn chặn lại là không đi sang bên nhau trong trường hợp nếu mà mình có nuôi đàn to thì mình có thể lối thông để trong một khay này mình chỉ nuôi một đàn được đấy thì đây thì mình sẽ bỏ một cái đàn ra cho anh em xem nhá thì đây là một cái đàn kiến đây là một cái đàn kiến trong cái đàn này thì nó gồm một con chúa nó là cái con nó to hơn hẳn đấy à, còn lại thì nó sẽ đàn này nó sẽ có 6 con kiến khác thì gọi là 6 con kiến thợ đấy có nghĩa đàn này gồm một chúa và sáu thợ đàn này đang có kén này có trứng và ấu đấy một cái đàn tiêu chuẩn một cái đàn rất là đẹp và từ một cái đàn này thì à, khi anh em lấy về anh em cho nó ăn cho nó uống à, đáp ứng cho nó những cái điều kiện tốt như là về nhiệt độ độ ẩm hoặc là có một cái hộp nuôi một cái tanh nuôi mà nó đẹp nó ổn định thì sau một vài tháng đàn nó sẽ phát triển đến vài chục cuộc hoặc là à, uh, sau 125 nó sẽ phát triển đến đàn hàng trăm hoặc là thậm chí là nghìn guộc đấy thì một cái đàn kiến nó sẽ phát triển như vậy vậy một cái đàn kiến này thì nó sẽ hình thành như thế nào đây thì mình, mình sẽ lại cho anh em xem một cái ống khác nhá đây cũng là một cái ống khác của mình đây đây với trong ống này anh em có thể thấy này trong này nó chỉ có đúng một con kiến đây với cả những cái trăng trắng anh em thấy đây này đây là những cái con ấu anh em ạ đấy nó chỉ có một con kiến chúa và ấu với cả trứng trứng thì khá là bé thì một cái đàn kiến nó sẽ được hình thành từ một hoặc một vài con kiến chúa đấy như cái dòng này thì thường nó sẽ bắt đầu từ chỉ một con kiến chúa này vậy con kiến chúa này nó được hình thành ra sao thì bây giờ anh em sẽ tìm hiểu qua là về cái vòng đời của một cái con kiến nó sẽ như thế nào nhé À, một cái vòng đời con kiến nó sẽ trải qua bốn giai đoạn thứ nhất là trứng thứ hai là ấu trùng thứ ba là nhộng và thứ tư là kiến trưởng thành qua bốn cái giai đoạn tất cả từ kiến chúa kiến đực kiến thợ kiến lính tất cả đều trải qua bốn cái giai đoạn như vậy thì như bình thường khi mà chúa nó đẻ ra một quả trứng và trứng thì nó sẽ có hai loại nhá một là chưa được thụ tinh thì những quả trứng này sau quá trình phát triển thì nó sẽ tạo ra thành những cái con kiến đực đấy còn tất cả như là kiến chúa lon này kiến thợ kiến nính này thì tất cả đều được tạo ra từ một loại trứng đấy là trứng đã được thụ tinh đấy sau khi mà trứng nó lở ra thì nó sẽ hình thành những cái con trắng trắng mà lấy mình có sâu cho anh em xem ấy thì đấy được gọi là những cái con ấu trùng đấy mới lở nó sẽ rất là bé sau khi nó được cung cấp thức ăn thì nó sẽ lớn dần và sau mỗi mỗi lần mà nó lớn lên thì nó sẽ lột xác và khi mà nó lớn đến một cái kích thước nhất định gọi là lượng đổi thì chất đổi đấy thì thì khi đó nó sẽ tiến hành cái quá trình gọi là chuyển hóa từ cái hình dạng là một cái con nhậu, một con ấu trùng Nó sẽ hình thành và nó sẽ biến đổi những cái cơ quan của nó Để hình thành nên cái hình dạng của một cái con kiến Do đó là với kiến thì được gọi là cái loài biến thái hoàn toàn Có nghĩa là cái hình dạng khi còn là ấu trùng Và cái hình dạng khi mà là kiến trưởng thành Nó chả có gì giống nhau Nhìn khác nhau hoàn toàn Đấy thì gọi là biến thái hoàn toàn Thì trong quá trình mà chuyển hóa Thì có những loài thì sao Nó sẽ tự những cái con nhậu ấy như con ấu trùng nó sẽ tự nhả ra cái tơ để nó quấn xung quanh cái cơ thể nó giống hệt như là loài bướm anh em bướm ấy thì khi mà con sâu nó kéo kén đúng không nó sẽ tự nhả ra những cái tơ để nó quấn xung quanh mình tạo ra thành một cái kén để bảo vệ chỉ đơn giản là bảo vệ cái quá trình mà nó biến đổi thôi thì kiến cũng như vậy thì có những loài nó sẽ kéo kén và có một vài loài thì nó sẽ không kéo kén thì với những loài mà nó kéo kén ấy thì khi mà kéo kén xong thì lúc này con kiến nó trải qua cái giai đoạn gọi là nhậu Đấy nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ biến đổi từ những con ấu trùng thành cái con kiến trưởng thành và khi mà con kiến trưởng thành nó được tạo ra thì nó sẽ xé cái lớp kén, nó sẽ xé cái lớp kén để nó chui ra ngoài hoặc là nó sẽ hoặc là nó sẽ được những cái con kiến uh, chúa hoặc là những cái con kiến thợ ở bên ngoài nó sẽ giúp sức nó xé để cái con kiến nó có thể chui ra bên ngoài và với loài kiến thì cái vỏ cái vỏ bên ngoài còn được gọi là cái lớp xương ấy, nó cứng cho nên là khi mà nó xé kén ra cái kích thước nó như thế nào thì nó sẽ như vậy cho đến khi chết trừ là cái phần bụng của nó khi nó ăn nó căng thì nó sẽ phồng lên thôi còn nó sẽ không thể lớn lên được nữa đấy tại vì có nhiều bạn hỏi là khi mà kiến xé ra thì nó có phát triển nó có to hơn được nữa hay không thì câu trả lời là không anh em ạ rồi thì đấy là mình chia sẻ qua cho anh em hiểu hơn là về cái vòng đời của một cái con kiến thì như thế nào vậy cái con kiến chúa đấy con kiến chúa này nó hình thành ra sao thì tất cả trứng của con kiến chúa con kiến thợ hoặc là con kiến lính thì nó đều như nhau đúng không nhưng mà trong cái quá trình mà ở giai đoạn ấu trùng này này thì cái thực đơn đấy cái thức ăn những cái chất mà những con ấu trùng nó được lạp vào thì nó sẽ được quyết định bởi bầy đàn của nó cho nên là những cái con chúa lon ấy những con lính ấy đấy thì nó sẽ được cung cấp cái khẩu phần ăn nó khác đi đó thì anh em đã biết rồi nhá là từ một cái quả trứng lại tạo ra được thợ tạo ra được chúa lon tạo ra được những con lính thì nó sẽ được quyết định bởi cái khẩu phần ăn trong cái giai đoạn là ấu trùng thì thường những cái con quy non ấy những cái con chúa lon ấy nó chỉ xuất hiện vào trong cái giai đoạn nhất định trong năm thôi, nghĩa là thường nó sẽ xuất hiện vào cái mùa sinh sản. Thì mỗi loài về cơ bản nó sẽ có cái mùa sinh sản khác nhau. Nhưng mà tự chung lại thì nhưng mà hầu hết thì nó sẽ xoay quanh những cái mùa uh, thường là từ tháng 5 cho đến tháng 7 hàng năm. Thì đấy là cái mùa thường rơi vào mùa mưa anh em. Đấy thì anh em chơi kiến thì hay còn gọi là cái mùa queen bay. Đấy thì vào những cái giai đoạn uh, mùa sinh sản đấy thì những cái con uh, chúa lon nó sẽ được xuất hiện và khi mà những cái con chúa lon và những con đực đấy từ những cái đàn khác nhau nó sẽ có nhiệm vụ nó sẽ có nhiệm vụ là giao phối với nhau để tạo ra thành những cái đàn mới những cái đế chế mới và thường chúng sẽ không có giao phối với những con cùng đàn và chúng sẽ bay ra khỏi tổ đi đến những cái khu vực mới để giao phối với những cái đàn mới và sau khi mà những cái con kiến này nó giao phối với nhau những cái con chúa này nó nhận được tinh trùng rồi thì những con chúa này nó sẽ có những cái túi chứa tinh trùng có nghĩa là nó chỉ cần phối một lần và nó dùng nó suốt đời luôn thì những con chúa này nó nhận được tinh trùng rồi thì nó sẽ tiếp tục cái hành trình là đi tìm những cái khu vực thích hợp những cái địa điểm những cái vị trí thích hợp để hình thành nên một cái đàn kiến mới đấy còn những con kiến đực thì hết cái nhiệm vụ của nó là nó đai thôi thường là tuổi thọ con đực nó rất là thấp và sau khi phối xong thì thường nó sẽ rất nhanh nó đai đấy đàn ông khổ thế anh em ạ đấy và sau khi những con chúa này nó tìm được những cái khu vực thích hợp rồi thường là những cái nơi mà ẩm thấp và tối đấy nó tìm khu vực thích hợp rồi thì nó sẽ tiến hành là đẻ đẻ trứng ấy thì lúc này, này thường ấy nó sẽ chia làm hai cái dạng chính mà anh em hay gặp nhất đấy đây là một cái thuật ngữ mà hầu hết anh em chơi kiến đều sẽ biết và lên biết đấy nó gọi là cái cách mà một đàn kiến nó được hình thành đấy chắc chắn là anh em chơi kiến anh em sẽ nghe đến cái thuật ngữ đấy là semilosol và fulilosol đúng không ạ thì đây là hai cái thuật ngữ phổ biến nhất để mô tả về cách mà một cái đàn kiến nó được hình thành. Đây, trên tay mình là hai cái ví dụ điển hình nhất của semiloso và foliloso. Đây, cái màu đen này. Đấy anh em để thấy này, anh em sẽ nhìn thấy con queen. Đấy con queen nó sẽ chỉ nhỉnh hơn những con thợ một chút xíu thôi. Đấy, đấy nó con chúa đấy, con queen đấy. Chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi mình sẽ phân biệt bằng cách là nhìn vào lưng của nó lưng của nó anh em sẽ nhìn thấy nó gồ ghề nó một xíu đúng không đấy đó là cái vết tích của ngày xưa nó nó là cái cánh đấy con chúa nó sẽ có cánh và sau khi phối xong thì nó sẽ dụng cái cánh đi nhưng mà cái vết sẹo của cánh nó vẫn còn thì nó sẽ có gọi là cái sẹo cánh đấy còn cái ống màu vàng đây là dòng Campolotus Fitchencoi đấy nó đang cong đít đây này. đấy, đấy anh em có thể nhìn thấy phân biệt giữa cái kích thước của con chúa và con thợ nó khác biệt hoàn toàn đúng không ạ đấy con chúa nhìn nó to hơn hẳn luôn nó nhìn qua là biết luôn đúng không chắc chắn là anh em newbie để mà phân biệt những cái dòng semi phân biệt chúa của những dòng semi cực kỳ dễ nhìn qua vẫn biết luôn nhưng mà semi thì rất là này, tương đối là khó đúng không à, cái câu hỏi uh, mình gặp được rất nhiều của các bạn mới khi các bạn lấy những cái dòng semi -loso về thì gần như là anh ơi con chúa là con nào em nhìn con nào cũng giống con nào mình tin chắc một điều rằng là các bạn newbie mà xem cái video này thì đến cái đoạn nếu mà mình không chia sẻ cách phân biệt thì anh em nhìn cũng không thể nào biết được đâu là con queen của cái đàn chan versa cái đúng không ạ đấy Nó khác biệt hoàn toàn thì tại sao nó lại có cái sự khác biệt như vậy bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em xem nhé thì thường với bất kể một cái sinh vật nào đấy để mà lớn lên để phát triển thì cái yếu tố về dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng thì đối với những cái dòng thuộc fully anh em có thể thấy là cái con queen nó sẽ rất là to thì với những cái dòng này nó được tiến hóa để trong cái giai đoạn mà bắt đầu lập quốc bắt đầu hình thành nên một cái đàn mới thì con chúa nó sẽ không phải đi ra ngoài nó sẽ không phải đi kiếm ăn mà nó chỉ đơn giản là đẻ trứng ra khi sau khi mà trứng nó lở sau khi mà chúng nó nở ra những cái con ấu trùng ấy thì con chúa nó sẽ sử dụng cái dinh dưỡng mà nó tích lũy ở trong cơ thể của nó thường nó sẽ lấy ra nó rút ra từ cái phần cơ cánh của nó để nó cho ấu đấy chăm ấu và nó cũng tự sử dụng cái năng lượng đấy để nó duy trì hoạt động để nó tồn tại cho nên là anh em sẽ thấy là khi mà anh em dưỡng những con queen nẻ fully thì gần như anh em không phải cho ăn Đấy, sau khi mà con queen nó tự lấy cái năng lượng, tự lấy cái dinh dưỡng mà nó tích trữ, nó chăm ấu phát triển lên thì lúc đó những cái con thợ, những con thợ đầu tiên của đàn ấy nó lại sẽ nó sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ là đi ra ngoài để kiếm ăn. Đấy, nó lấy thức ăn, nó lấy nước uống về để chăm lại con queen và thay con queen chăm những cái lứa ấu tiếp theo. Và từ đó thì con queen chỉ đơn giản là thực hiện cái nhiệm vụ đấy là đẻ đấy còn việc lấy thức ăn về hay là trăm trứng trăm ấu trăm đàn thì sẽ được những con thợ phía sau nó đảm nhiệm nhiệm vụ đấy đó và cứ như thế thì đàn nó sẽ càng ngày nó càng phát triển lên chỉ đơn giản là từ một cái con kiên chúa sẽ tạo ra đàn hàng trăm hàng nghìn cuộc. chỉ đơn giản bằng cái cách như vậy vậy còn với semi lô sồ thì như thế nào với semi thì nó lại khác nó sẽ mạo hiểm hơn là với những cái dòng thuộc semi đấy anh em thấy là cái kích thước của con kiến chúa nó chỉ nhỉnh hơn con kiến thợ một xíu thôi đôi khi nó rất là khó để có thể là phân biệt đúng không ạ thì đối với những cái dòng thuộc semi thì sau khi mà con chúa nó đẻ ra những cái quả trứng đầu tiên này thì nó vẫn sẽ phải đi ra ngoài để nó kiếm ăn và nó sẽ sử dụng cái thức ăn mà nó kiếm được đầu tiên là để nó tồn tại sau đó là nó sẽ sử dụng thức ăn đấy để nó chăm những cái con ấu, những con thợ, những cái lứa thợ đầu tiên. Và sau khi cái lứa thợ đầu tiên nó được tạo ra thì nó sẽ thay con queen để ra ngoài kiếm ăn. Sau đó về chăm queen và chăm những cái lứa ấu trùng tiếp theo. Đấy thì anh em chỉ cần hiểu đơn giản là với Phuliloso thì trong quá trình dưỡng queen hoặc là trong quá trình mà tạo lên những cái lứa thợ đầu tiên của một cái đàn kiến thì à uh, fully lossless nó sẽ không có đi ra ngoài mà chỉ đơn giản là nó sử dụng cái năng lượng mà nó được tích trữ. Còn với semi số thì nó sẽ phất phải đi ra ngoài để nó kiếm ăn. Cho nên là khi mà ra ngoài thì chắc chắn là nó sẽ gặp rất nhiều yếu tố bất lợi như là về kẻ thù này, về điều kiện tự nhiên này có thể làm cho cái con chúa nó bị đai. Cho nên là cái hình thức mà semi lô nó sẽ khó hơn và nó sẽ có rủi ro cao hơn cái hình thức là full lô Đó thì qua chia sẻ vừa xong của mình thì chắc hẳn là anh em cũng đã hiểu thêm về là một cái đàn kiến nó sẽ được hình thành ra sao đúng không ạ? Tiếp theo đến cái câu hỏi là vậy dưỡng những cái Uh, dòng kiến nó thuộc semi thì như thế nào Đó thì với uh, fully-losal thì quá đơn giản rồi đó Với fully-losal thì anh em chỉ cần Tạo cho một cái điều kiện thích hợp Như là tối này, ẩm này Và nó không quá rộng này Thì con kiến chúa nó sẽ tự Đẻ trứng nó sẽ tự chăm Nó sẽ tự lên được bầy. Nhưng mà với semi thì khác Với semi thì anh em sẽ vẫn phải cho nó ăn uh, Vậy dưỡng như thế nào Thì đầu tiên là anh em cần chuẩn bị Cho cái con kiến chúa nó có một cái không gian sống nó ổn định thực ra là có nhiều bạn các bạn ấy dưỡng trong những cái ống như này đơn giản là dưỡng trong những ống như này thường với fully ly thì dưỡng như này luôn đúng không ạ đấy các bạn cho nước vào các bạn cho bông vào các bạn cho con quy nẻ vào đây xong các bạn bịt cái lút bông vào xong rồi che tối cho nó đấy thì nó sẽ tự phát triển anh em cho nó thêm đạm cho nó thêm mật vào để nó ăn để nó nuôi những cái bầy ấu trùng của nó thì nó cũng có thể lên được nhưng mà với cái hình thức mà dưỡng trong ống này thì thì nó liên quan đến cái quá trình khi mình cho nó ăn ấy đấy nó rất dễ là bị bẩn bị lấm mốc và có thể dẫn đến các cái tình trạng là uh, bệnh ở trong cái ống này và rất khó để có thể xử lý thì nếu mà anh em muốn dưỡng chỉ trong cái ống này thì anh em cân nhắc còn hiện tại uh, dưỡng quy nẻ thì có rất là nhiều cách thì mình sẽ chia sẻ qua một cái vài cách mà mình hay gặp nhất nhé thứ nhất rẻ và đơn giản nhất là anh em kiếm một cái hộp nhựa đây một cái hộp nhựa đây hộp nhựa này anh em đục lắp này để cho nó được thông thoáng này đấy trong hộp nhựa này thì anh em sẽ cho một cái ống kiến trong hộp nhựa này thì anh em sẽ chuẩn bị một cái ống này anh em lên cho nước này cho bông như cái ống mà lấy mình chia sẻ ấy. xong rồi anh em sẽ để vào hộp này và anh em sẽ giải vào đây một cái lớp cát hoặc một cái lớp đất đấy thì cái ống này nó sẽ giống như là một cái à, tổ một cái hang tự nhiên đấy đây còn phía bên ngoài hộp giải đất giải cát thì nó như là cái không gian bên ngoài khu vực mà nó đi săn mồi bởi vì với semi thì nó sẽ cần phải ra ngoài nó săn mồi nó tìm kiếm thức ăn đấy đơn giản như vậy là anh em đã set up được một cái không gian để dưỡng những cái dòng quy nẻ semi rồi còn không ấy thì anh em hoàn toàn có thể là giải một cái lớp đất, một cái lớp cát, sau đó anh em cho một cái cục bông vào để ở đâu cũng được. Anh em bơm ẩm cái cục bông, sau đó anh em thả kiến vào thì con kiến nó sẽ tự đào hang để nó đẻ trứng và nó sinh sống. Thì đấy cũng là một cách. Thì đấy là cái cách mà mình rất là hay áp dụng khi mà mình dưỡng những cái dòng chan vơ với cái số lượng nhiều. Cái cách tiếp theo là anh em sắm cho mình những cái tanh dưỡng đây trên tay mình đang là một cái tanh dưỡng nó cũng sẽ có khu vực tổ nó sẽ có khu vực săn mồi lỗ này là lỗ để cấp ẩm anh em ạ đây sau khi cấp ẩm xong thì trong cái trong cái phần tổ này nó sẽ có cái độ ẩm và con kiến chúa nó sẽ ở trong này nó sẽ đẻ trứng và nó sẽ chăm ấu còn phía ngoài là khu vực săn mồi anh em cho mồi vào đây đấy cho dán cho dế gì cũng được thì nó sẽ ra bên ngoài này nó săn và lấy thức ăn và nó lấy... Và trong này nó ở đấy thì đây là cái tanh tanh để dưỡng đây thì đây cũng là một loại tanh dưỡng đây nó có cái lắp che đỏ cái này bóc siêu đi đấy nó sẽ như này đây cũng là khu vực tổ thì anh em có thể thấy có cái phần lưới dưới này thì nó là khu vực cấp ẩm bơm nước vào đây nó sẽ tạo độ ẩm ở trong này đấy khu vực tổ nó sẽ đẻ trứng và nó sẽ chăm trứng ấu ở trong này còn phía ngoài đây là khu vực săn mồi nó sẽ ra ngoài nó lấy thức ăn nước uống còn với mình thì mình dưỡng với số lượng nhiều cho nên là mình dùng những cái tanh dưỡng dạng như này, có em với một cái này mình có thể dưỡng cùng lúc được bốn đàn trên này. Cho ăn thì mình sẽ mở cái này ra. Đấy và cho thức ăn, nước uống vào đây, sau đó đậy lắp lại. Đấy. Còn khi mà anh em uh, lấy thì mình sẽ chỉ đơn giản là rút cái ống này ra và gửi cái ống này cho anh em thôi. Thì đấy là với mình mình dưỡng với số lượng nhiều thì mình sẽ dưỡng như vậy. Còn với anh em nào mà có điều kiện thì anh em có thể sắm hẳn một cái tanh như này luôn tanh như này dưỡng quyên bình thường anh em nhé không vấn đề gì cả đấy thì trong này nó cũng là cái khu vực uh, tổ đây cũng có phần cấp ẩm này lưới cấp ẩm này đây, hộp này chỗ lỗ này để anh em bơm ẩm vào đấy còn khu vực này cũng là khu vực săn mồi đấy. nó sẽ đẻ trứng trăm trứng ấu ở trong này và nó ra ngoài này để tìm kiếm thức ăn nước uống thì tự chung lại là tất cả các cái hình thức mà dưỡng quyên thì đều có khu vực để nó sinh sản, đẻ trứng và chăm trứng ấu Và sẽ có khu vực để nó ra ngoài nó kiếm thức ăn, kiếm mồi Đấy đơn giản anh em uh, dùng bằng cái tanh cái hộp lào cũng được Miễn là nó đáp ứng được có khu vực để nó sinh sản và chăm trứng ấu Và nó cũng có khu vực để nó ra ngoài nó săn mồi, nó tìm kiếm thức ăn Đó ok chưa Thì sau khi mà anh em đã có cái lơi để mà dưỡng quyên rồi thì đơn giản là anh em sẽ thả con kiến vào thôi thả kiến vào dưỡng thì mình sẽ phải cho ăn thì cho ăn thì với cá nhân mình dưỡng thì mình thấy là anh em cứ duy trì khoảng 2 hai đến 3 ngày hai đến ba ngày anh em bổ sung thức ăn cho nó một lần và dọn cái thức ăn cũ đi thức ăn mà anh em hay dùng dưỡng queen thì cũng như anh em nuôi các đàn kiến bình thường thôi cho nó những cái mồi như là dán này, sâu hoặc là dế đều được hết. Với một con kiến chúa nó khá là bé, cho lên là anh em cho thức ăn nó vừa đủ thôi. Một mẩu nhỏ, đôi khi là một cái chân dán, chân dế, đấy hoặc là một phần của một con sâu thôi. Anh em cho vào thì thì chắc chắn là nó sẽ không để nó ăn hết được đâu. Vì một con kiến chúa nó rất là bé. Thì sau 2 đến 3 ngày, đấy thì anh em sẽ gấp những cái thức ăn thừa của nó đi, gấp những cái rác mà nó tạo ra đi sau đó anh em lại bổ sung thêm cái thức ăn mới vào và gần như hầu hết các cái dòng semi thì nó đều có đặc tính là sử dụng đất hoặc là cát để nó keo kén do đó là anh em khi mà anh em dưỡng thì anh em cần phải tìm hiểu hoặc là hỏi những người bán cho anh em là cái dòng anh em dưỡng có cần đất hoặc cát keo kén không nếu mà cần ý, thì anh em lên bổ sung thêm đất hoặc cát để cho những cái con ấu trùng sau khi nó lớn nó sẽ dùng cái đất cát đấy để mà nó kéo kén thì thường ấy nhiều anh em là hay đổ trực tiếp vào led nhưng mà cá nhân mình thấy là không lên anh em lên đổ ở góc của cái ao guộc này đấy hoặc là đổ ngoài ao guộc đổ động cũng được thì khi mà uh, con ấu nó cần đất cát kéo kén thì con ấy nó sẽ tự ra ngoài nó sẽ tự động nó ra ngoài nó tha những cái lượng đất cát đấy vào nó sẽ tha vừa đủ Đấy cho nên là khi mà đôi khi mình tự trải mình đổ vào nó nó nhiều quá mà khi ở trong nest này chẳng may là kiến nó sẽ vứt rác nó vứt thức ăn thừa trong nest này mà nó kết hợp với những cái đất cát đấy thì rất dễ là bị lấm mốc các thứ mà mình vệ sinh nó rất là khó cho nên là mình chỉ lên đổ bên ngoài thôi kiến nó sẽ tự tha vào đấy có không gian để dưỡng quyên như là các cái hộp các cái tanh để dưỡng như thế này sau đó là thả quyên vào này cung cấp cho nó những cái điều kiện sống như là về nhiệt độ độ ẩm cho nó phù hợp với từng loài mà anh em nuôi dưỡng. Sau đó là cung cấp thức ăn thường xuyên thì anh em hoàn toàn có thể dưỡng những cái con quy nẻ semi từ một cái con kiến chúa để lên được những cái lứa thợ đầu tiên và từ đó có thể phát triển lên những cái đàn lớn. Đấy thì qua video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ đến anh em là là một cái đàn kiến nó được hình thành ra sao và dưỡng quy nẻ semi thì nó như thế nào, hoàn toàn đơn giản nó không? không có gì khó cả. Chỉ khác mỗi fully là mình cần phải cho ăn thôi. Đấy thì nếu mà anh em còn câu hỏi, còn những thắc mắc nào thì rất mong muốn anh em có thể là comment xuống dưới hoặc anh em có những góp ý nào với cái chia sẻ của mình thì cũng mong muốn anh em góp ý xuống phần comment nhá. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo và đừng quên cho mình xin một subscribe anh em nhá. Hiền Kiến, Chiến Kiến Cảnh